Chiến thần thánh y, Đường Tuấn. Chương 3321 lúc này hai người họ mới đồng ý. Cách rất xa, bọn họ đều có thể nhìn thấy rất nhiều tử linh đang bay múa trong khe phong ma. Đây là tuyệt địa, đủ để khiến phần lớn thần quân chùn bước. Bác sĩ Đường, chúng ta phải tiến vào khe phong ma sao? Có người run giọng hỏi. Người hỏi chính là nửa bước thần quân, ở bên ngoài cũng được xem là một cường giả. Nhưng lúc này nói chuyện lại mang theo sợ hãi, có thể thấy được hung danh của khe phong ma như thế nào. Không ai cười nhạo anh ta, ngược lại có càng nhiều người nhìn về phía Đường Tuấn. 10 thần quân đều nhíu mày, có biểu cảm muốn nói lại thôi. Đường Tuấn lắc đầu, nói chúng ta không cần tiến vào khe phong ma, chỉ cần tiến hành dò xét bên ngoài là được. Một khi phát hiện tung tích cổ ma tộc, tôi sẽ lập tức thông báo cho tướng quân Phong và cổ linh vương. Nghe Đường Tuấn nói vậy, trái tim đang treo lơ lửng của mọi người được buông lỏng. Nếu như chỉ là ngoại vi khe phong ma, với thực lực của đội ngũ bọn họ có lẽ sẽ không có nguy hiểm quá lớn. Nhìn dáng vẻ của mọi người, Đường Tuấn chỉ có thể thầm hy vọng đừng gặp đại ma thần. Trong hiểm địa này, nếu gặp phải đại ma thần, vậy chỉ sợ thật sự không có mấy người có thể sống sót. Đường Tuấn bình tĩnh lại, rồi dẫn đầu chậm rãi bay về phía khe phong ma. Bác sĩ Đường, để chúng tôi đi trước cho. Trong 10 thần quân chỉ có 2 cảnh giới thần quân trung kỳ dường như đồng thời nói. Tầm quan trọng của Đường Tuấn đối với quân diệt ma lớn hơn bọn họ rất nhiều. Cho dù biết thực lực của Đường Tuấn nhưng bọn họ vẫn không yên tâm. Cùng nhau đồng hành đi. Trong lòng Đường Tuấn ấm áp, anh không tiện từ chối ý tốt của hai người họ, đành phải nghĩ ra cách thỏa hiệp. Lúc này hai người họ mới đồng ý. Hai cảnh giới thần quân trung kỳ này là Thiên Phong Thần Quân và Viêm Lang Thần Quân. Một người đến từ hải tộc, người còn lại đến từ yêu tộc. Chương 3322 lại có người xông vào trong rồi. Thác nước sinh ra từ trong hư không chảy xuống hư không, sau đó lại biến mất trong hư không, như một thiên hà đáng sợ treo ở đỉnh đầu. Một luồng sát khí nồng đậm đánh tới trước mặt khiến cho da thịt người ta lạnh lẽo. Trong hư không còn có oán linh gầm nhẹ. Đây là tàn linh của những tu giả chết trong khe phong ma. Khiến không ít người dùng mình. Đường Tuấn trầm ngâm nói, dựa theo kế hoạch, chúng ta chỉ tìm kiếm trong phạm vi 10 vạn km. Lúc phát hiện bất thường, hãy cho tôi biết ngay lập tức. Mọi người gật đầu đồng ý. Phạm vi 10 vạn km đối với khe phong ma có chu vi 300 km chỉ là khu vực ngoài cùng, hệ số nguy hiểm không lớn. Đường Tuấn chia đội ngũ thành 3 đội. Anh, Hận Thiên và A Bảo một đội, những người khác do Thiên Phong Thần Quân và Viêm Lang Thần Quân dẫn dắt. Có 2 cảnh giới thần quân trung kỳ tỏa chấn, tìm kiếm ở khu vực ngoài cùng 10 vạn km của khe phong ma, dưới tình hình bình thường sẽ không xuất hiện thương vong. Thiên Phong Thần Quân và Viêm Lang Thần Quân cảm thấy để một mình Đường Tuấn đi quá nguy hiểm, muốn Đường Tuấn chọn một trong số họ đi cùng, nhưng lại bị Đường Tuấn từ chối. Khe phong ma lớn quá rồi. Nếu như chỉ chia thành 2 đội ngũ thì thời gian tiêu hao sẽ rất dài. Thần niệm của tôi tương đối mạnh, hiệu quả càng cao. Lý do từ chối của Đường Tuấn khiến hai người họ chỉ có thể đồng ý. Sau khi dặn dò xong mấy chuyện cần lưu ý, Đường Tuấn, Thiên Phong Thần Quân và Viêm Lang Thần Quân dẫn đội ngũ tiến vào khe phong ma. Nơi bọn họ tiến vào là một mảnh rừng âm u. Lá cây trong khu rừng có màu đen, có một số còn có màu máu. Cho người ta cảm giác rất quỷ dị. Đường tiểu tử, tôi luôn cảm thấy nơi này rất nguy hiểm. Sau khi tiến vào 10 vạn km, A Bảo trước giờ không kiêng kỵ gì lộ ra vẻ mặt sợ sệt. Còn về Hận Thiên, từ sau khi đến khe phong ma vẫn luôn nhiều lời, Đường Tuấn đã quá quen biểu hiện của anh ta rồi. Nếu như không phải vẫn chưa nghiên cứu ra thể chất của Hận Thiên thì anh sẽ không đồng ý dẫn tên nhóc đó đi đâu. Còn những cái khác không cần A Bảo nói. Đường Tuấn cũng cảm nhận được. Lêu lêu. Bỗng nhiên, cây cối trong khu rừng âm u truyền đến tiếng cười đinh tai nhức óc. Lại có người xông vào trong rồi. Chương 3323 ở đây, tao chính là bất tử. Một âm thanh vang lên, sau đó cây cối xung quanh đều chuyển động, trên thân cây thô bự lại mọc ra đôi mắt, mũi và ngũ quan khác. Cây cối vốn đã chết như thường thế mà lại đã sống lại. Trên bầu trời u ám, chỉ có một chút ánh sáng phát ra từ nơi cực kỳ cao xa kia.
dùng mắt thường có thể thấy được oán linh đang bay trong không trung, phát ra những âm thanh đầy đáng sợ. Trong tình huống như thế này, nhìn xem mọi thứ chung quanh, những loài cây cối có ngũ quan rõ ràng, Hận Thiên trực tiếp ngã quỵ xuống đất. Còn Đường Tuấn thì cau mày. Linh cảm nhạy bén của anh cảm nhận được rằng, những cái cây này vốn không phải sinh vật sống thực sự, mà dường như là một sự tồn tại đặc biệt. Thằng quỷ, sao mày lại dám quấy rầy giấc ngủ của bọn tao? Tất cả những cái cây nọ đều mở miệng, tạo thành một loại âm thanh rõ ràng một cách kỳ lạ. Tiếng nói vừa dứt, tất cả cây cối cũng di chuyển. Một đám cây mây từ xung quanh tiến lại gần Đường Tuấn, quật ngang không khí tạo thành những tiếng rít bén nhọn. Lực của mỗi một ngọn cây mây đều có thể khiến cảnh giới thần quân bị thương nặng. Đường Tuấn hừ lạnh một tiếng, lực lượng mạnh mẽ bộc phát, trực tiếp đánh gãy những cây mây này. Thực lực tiểu quỷ này không tồi nhỉ, nhưng thế cũng không đủ đâu nha. Một tiếng đùa cợt vang lên, những cây mây vốn đứt gãy trên mặt đất bỗng lại bay lên, liền lại với nhau, khôi phục lại cây mây nguyên vẹn như cũ. Chúng ta ở khu rừng này, giết không chết được đâu nhé. Từng cái cây vung vẩy ngọn cây, lại chăm miệng một lời mà nói. Hừ, nào có thứ gì tồn tại giết không chết, xem khuyển ra cắn chết chúng mày đi. A Bảo khinh thường hừ một tiếng, thân hình bỗng trở nên to lớn 10 phần. Miệng mở to, cắn nát bấy một gốc cây, móng vuốt vỗ một cái, chém nứt ngang một gốc cây khác. Hành động của A Bảo rất nhanh, đã cắn nát đập vỡ toàn bộ cây cối xung quanh. Những mảnh gỗ tàn dư với những ngọn dây leo bay tán loạn đầy trời, thế nhưng âm thanh của cây cối không biến mất, ngược lại càng thêm điên cuồng rầm rĩ. Ha ha ha, chúng mày có dẫy dụa cũng vô ích thôi. Ở đây, tao chính là bất tử. Những mảnh gỗ bay tán loạn dường như nhận được lệnh tập hợp, lúc này lại tập trung ở một chỗ, sau đó tạo thành một gốc cây cổ thụ nguyên vẹn một lần nữa. Những cái cây ấy lại vung ngọn dây leo lên, tiếng cười nhạo lại vang lên lần nữa, thấy không? Bọn tao chính là thứ bất tử bất diệt đấy. Cho dù chúng mày có nghiền nát bọn tao vạn lần, bọn tao đều có thể sống lại. Chương 3324 A Bảo có hơi sợ hãi mà nói. Đường Tuấn cười lạnh một tiếng, nói chúng mày chẳng qua chỉ là tàn linh mà thôi. Thần niệm tiến ra từ giữa mi tâm anh, hóa thành một cơn gió lốc tinh thần, quét qua rừng cây này. Tiếp theo sau đó, từng luồng tàn linh màu xám trắng nửa trong xuất hiện ra từ trong cổ thụ. Có thể nhìn thấy vẻ mặt hoảng sợ của chúng nó rồi. Khí tức của đám tàn linh này so với những tàn linh đang bay trong không trung trên đầu bời kia mạnh hơn rất nhiều. Sau khi tàn linh bay ra, đám cây cổ thụ đều biến thành màu xám trắng hết, mà sau đó có thể dùng tốc độ mà mắt thường thấy được sự mục giữa bắt đầu, rồi dần trở thành những mảnh gỗ vụn, cuối cùng biến thành những đám khói xanh mà biến mất. Sau khi đám cây cổ thụ biến mất, Đường Tuấn đã nhìn thấy một cảnh tượng khiến con người ta sởn hết gai ốc. Sau khi đám cổ thụ ấy biến mất, trên mặt đất còn lại nguyên một đám hố, mà lúc này trong đám hố ấy rải rác vô số thi thể đã hư thối hoặc đang hư thối, có vài thi thể còn rất nguyên vẹn, có thể nhìn ra đại khái khuôn mặt. Những thứ này rốt cuộc là cây gì vậy chứ? Thế mà lại lấy người chết làm chất dinh dưỡng. A Bảo run run nói. Ha ha ha, thằng nhãi, rồi chúng mày cũng trở thành chất dinh dưỡng cho cây vong linh mà thôi. Tàn linh chóc ra từ chỗ cây cổ thụ. Cũng không có kinh sợ, ngược lại còn kêu lớn lên. Cây vong linh. Đường Tuấn cau mày, trầm giọng nói, nghiêm túc mà nói, chúng mày cũng là vong linh, vì sao phải sống nhờ trong cây, hấp thụ năng lượng từ xác chết. Tuy đám cổ thụ có cắn nuốt những thứ kia, nhưng những tàn linh sống ký gửi trong cây mới là đầu não. Đám tàn linh bị Đường Tuấn dùng thần niệm giam cầm giữa không trung, nghe vậy không khỏi giật mình, cất giọng lạnh lùng, thằng nhãi, mày thế mà lại nhìn ra được. Hi hi, ai bảo bọn họ không phục tùng. Không phục tùng chính là có kết cục như vậy, không chỉ linh hồn phải đọa vào cửu u vĩnh viễn, đến thân thể sau khi chết cũng phải trở thành chất dinh dưỡng của bọn tao. Không phục tùng ai? Đường Tuấn không nhịn được mà hỏi. Đám tàn linh cười hi hi, nói, đợi khi nào mày chết ở đây thì sẽ biết thôi. Đám tàn linh này rất tự tin, dường như cảm thấy Đường Tuấn không làm được gì chúng, cho nên nói chuyện rất kiêu ngạo. Nhóc Đường, hay là chúng ta đi đi, tôi cứ thấy ở đây kỳ lạ lắm, cậu xem những cái xác dưới hố đi, mùi xác chết cực kỳ nồng, sợ rằng đã chết vài năm rồi, thế mà còn có thể giữ nguyên vẹn thế kia. Chỗ này cứ như một cái nhà xưởng chuyên xử lý thi thể ấy. A Bảo có hơi sợ hãi mà nói.
Trong lòng Đường Tuấn bỗng sao động, nhìn những thi hài kia rồi thấp giọng nói, đến thi thể những tu sĩ bình thường đều có thể bảo quản lâu mà không hư hại, vậy nếu là tu sĩ có tu vi càng cao thì sao, không chừng có thể giữ được lâu hơn. Đám tàn linh cười lạnh lùng, bỗng phát ra một luồng sáng. Tất cả tàn linh hợp lại cùng một chỗ, tạo thành một luồng ánh sáng lớn. Trong luồng ánh sáng đó truyền tới một điệu cười quái lạ, khiến con người ta nghe thấy đều phải sởn gai ốc. Luồng ánh sáng bay qua bay lại giữa không trung, cuối cùng tiến vào một cái xác trong hố. Sột soạt sột soạt. Chương 3325 không cần đâu. Cỗ thi thể không biết đã chết bao nhiêu năm bỗng nhiên bò lên từ trong hố, vốn là chỗ hai mắt giờ đây đã biến thành hai cái lỗ đen sâu hun hút, lúc này hai cái lỗ ấy bỗng phát sáng lên. Một luồng sát khí xuất hiện từ trên người cái xác lan ra khắp xung quanh. Sắc mặt Đường Tuấn bỗng có sự thay đổi lớn. Sau khi tàn linh hợp vào với nhau đã nhập vào cái xác này, thực lực của cái xác này đã ghê gớm hơn lúc còn sống rất nhiều. Bây giờ thực lực của cái xác sợ rằng đã có thể so với cảnh giới thần quân trung kỳ rồi. Cái xác gầm một tiếng, giọng điệu xen lẫn giọng thú và giọng con người, càng lộ vẻ đáng sợ hơn. Xoẹt. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Móng tay thon dài của cái xác lao tới hướng Đường Tuấn, trên móng tay lóe lên ánh sáng lạnh, tạo thành cảm giác sắc bén không kém gì vũ khí. Sắc mặt Đường Tuấn nghiêm trọng, một mình chống đỡ. Rầm rầm rầm. Giây lát trôi qua, anh đã giao chiến trăm hiệp với thi thể. Toàn thân thi thể tựa như được tạo ra từ kim cương, quyền trưởng vào người nó thế mà lại phát ra tiếng tựa như đánh vào kim loại. Loại thi thể này đã không còn có thể coi là sinh vật rồi, quả thật càng giống một loại binh khí hơn. Hi hi, thằng nhãi mày không phải vừa rồi ghê gớm lắm sao? Bây giờ tiếp tục nào. Thi thể cất tiếng, âm thanh phát ra lại là tiếng của đám tàn linh. Thật sự tưởng tao không giết được chúng mày à? Đường Tuấn quát một tiếng, vòng tròn thần bí trong đan điền bỗng chuyển động. Tiếng cười đắc ý của đám tàn linh bỗng dừng lại. Dường như đã thấy được thứ gì đáng sợ, không biết bao nhiêu âm thanh cùng vang lên, căn nguyên chi lực. Thế mà mày lại có được căn nguyên chi lực. Từ lúc bắt đầu, đám tàn linh này đều dùng một loại thái độ khinh miệt mà đối xử với Đường Tuấn. Nhưng cho tới giờ khắc này, lần đầu tiên đám tàn linh đó mới lộ ra vẻ kinh hoàng. Khi vòng tròn thần bí trong đan điền Đường Tuấn chuyển động, cái xác vốn có thân thể mạnh như kim cương không hỏng bắt đầu tan vỡ. Từng miếng máu thịt chóc ra từ thi thể rơi xuống trên mặt đất rồi hóa thành một làn khói xanh biến mất. Nhưng chỉ trong thời gian nháy mắt một cái, thân thể cái xác ấy đã biến mất hơn nửa. Đám tán linh kia dần dần bay ra từ bên trong thi thể, tháo chạy tứ phía. Nhưng bàn tay Đường Tuấn vừa nắm lại, căn nguyên chi lực lập tức cắn nuốt bao phủ ở không gian xung quanh. Có những tàn linh nhanh chóng thoát được, trực tiếp đụng phải luồng năng lượng cắn nuốt vô hình này. Chỉ phát ra tiếng kêu thét thảm thiết đã bị nuốt chửng sạch sẽ, biến mất hoàn toàn giữa thế gian này. Sau khi vòng tròn thần bí xuất hiện, ba loại căn nguyên chi lực càng mạnh hơn so với lúc trước. Cuối cùng, mười mấy tàn linh giữa không trung quỳ rạp xuống dưới chân Đường Tuấn, không ngừng cầu xin tha thứ, đại nhân tha mạng, đại nhân tha mạng ạ. A Bảo cười lạnh một tiếng, nói, không phải vừa rồi chúng một còn một mực sủa thằng nhãi này nọ đó à, sao đổi giọng nhanh thế? Tao còn tưởng chúng mày có khí tiết lắm chứ. Chương 3326 tôi muốn vào thăm dò thêm một chút nữa. Sau khi cắn nuốt lực lượng của bọn tàn linh xong, Đường Tuấn cũng tiếp nhận ký ức của chúng, anh đã biết được một vài chuyện. Đám tàn linh này là những người tu luyện biến thành sau khi chết đi trong lúc tiến vào mạo hiểm trong khe phong ma từ rất lâu trước kia, những người tu luyện đã chết trong khe phong ma, đều sẽ giữ lại một nửa lực lượng linh hồn, hơn nữa còn gặp phải việc lựa chọn. Một là toàn bộ linh hồn đều bị đánh tan tác, hợp với trong khe phong ma. Hai là trở thành tàn linh để đem ra sử dụng. Người lựa chọn vế đầu tiên, cuối cùng tới xác cũng bị lợi dụng một cách vô tình. Người lựa chọn vế sau, có thể sống sót trong khe phong ma, thậm chí còn có thể đạt được nguồn lực lượng trong thi thể của bản thân. Cung cấp cho ai sử dụng? A Bảo nghe tới đây, không nhịn được mà hỏi. Sắc mặt Đường Tuấn nghiêm trọng. Nói, những điều đám tàn linh này biết có hạn, chỉ biết người đó tự xưng chủ phong ma. Chủ phong ma, chủ nhân khe phong ma. Dám dựa vào cái danh xưng này, đã có thể mường tượng ra thực lực của kẻ ấy. Đường Tuấn cau mày, đây cũng là lần đầu tiên anh nghe thấy cái danh xưng này.
không hề nghi ngờ rằng thực lực của vị chủ nhân phong ma này chắc chắn phải là cấp bậc tương tự với Chu Tước Thần Quân, thậm chí còn mạnh hơn. Vậy bây giờ chúng ta thế nào đây? A Bảo hỏi, rồi còn chỉ vào Hận Thiên đã ngất đi ở một bên. Tôi muốn vào thăm dò thêm một chút nữa. Đường Tuấn nhìn về phía xa xăm. Trên bầu trời ngày càng u ám, bầu không khí âm trầm kinh khủng bao phủ khắp nơi. Loại cảm giác quen thuộc ấy càng lúc càng mãnh liệt, Đường Tuấn đã tìm được nguồn cơn của loại cảm giác ấy rồi. Thế mà lại là hỗn độn thần văn. Hỗn độn thần văn là do 99 chữ cổ hóa hành, có thể nói là đại biểu cho cấp bậc của đạo. Nhưng hai khối thần văn đều không hoàn chỉnh, cho tới hôm nay Đường Tuấn rốt cuộc mới cảm nhận được sự tồn tại của một bộ phận hỗn độn thần văn khác, thế mà lại là ở giữa khe phong ma. Bản thân anh chính là thể hỗn độn, nếu có thể sở hữu hỗn độn thần văn nguyên vẹn, vậy chắc chắn thực lực sẽ tăng lên không ít. Hỗn độn thần văn không hoàn chỉnh không có bao nhiêu lợi ích với anh bây giờ, anh chỉ muốn nhanh chóng có được hoàn chỉnh thôi. Thấy Đường Tuấn kiên trì, A Bảo cũng chỉ đành đi theo. Còn về phần Hận Thiên đã hôn mê, được Đường Tuấn tống vào tia thế giới của bản thân rồi. Bây giờ tiểu thế giới của anh đã rất phát triển rồi, đã có thể để vật sống ở trong đó, chẳng qua là không thể sống trong thời gian dài mà thôi. Mà lúc này, ở một nơi khác, Thiên Phong Thần Quân đang mang theo binh sĩ quân diệt ma dò xét ở tung tích cổ của ma tộc. Hi hi, có phải các người đang tìm chúng ta hay không? Một giọng nói đầy vẻ trêu tức vang lên. Phía trước vắng tanh bỗng nhiên xuất hiện 10 cái bóng đen, những bóng đen đó dường như có thể hòa vào trong hư không, vật vờ không ngừng, trông rất quái lạ. Mười mấy tên ma thần kìa. Chương 3327 nói cho tôi biết vị trí của mọi người đi. Sắc mặt Thiên Phong Thần Quân bỗng thay đổi, nhìn về phía cái bóng dáng cực kỳ cao lớn kia, giọng điệu run rẩy, thất thanh nói, là đại ma thần. Anh ta cũng biết hành động lần này là tìm kiếm sự xuất hiện của đại ma thần trong ma tộc cổ. Nhưng trong ba nơi, việc đại ma thần xuất hiện ở khe phong ma có xác suất thấp nhất, Thiên Phong Thần Quân đã tưởng rằng mình sẽ không xui xẻo tới mức gặp phải. Nhưng tình hình thực tế lại hoàn toàn ngược lại. Đại ma thần cười lạnh một tiếng, một đám bóng đen mau chóng phủ lấy đám người Thiên Phong Thần Quân. Rầm 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 rầm. Đám người Thiên Phong Thần Quân cứ như bị hóa đá, mặt không có biểu dơ hiện gì, toàn bộ đều ngã trên mặt đất. Rất nhanh xung quanh bỗng xuất hiện 4 gốc cây vong linh, trồng trên thi thể bọn họ. Thấy cảnh tượng này, đại ma thần không khỏi cười một tràng, xem ra lần này tới khe phong ma là chuẩn rồi. Đám tàn linh và cây vong linh lại giống như không nhìn thấy đám người đại ma thần. Đại ma thần chỉ vào hai hướng, nói, hai chỗ đó còn có đội quân diệt ma, ngoại trừ thằng nhãi tên Đường Tuấn, những kẻ khác đều giết hết đi. Không ngờ lần này đám quân diệt ma lại là do y sư mới nhậm chức chỉ đạo, ta quá may mắn rồi. Vâng. Mười mấy cái bóng đen đáp, rồi phiêu tán biến mất. Đại ma thần nhìn về phía chỗ sâu trong khe phong ma, thấp giọng tự nói, những thi thể nuôi dưỡng mấy vạn năm kia, không phù hợp để làm vật thí nghiệm nữa rồi. Sau khi diệt trừ mấy đám tàn linh, lão ta đã đạt tới phạm vi cực hạn 10 vạn cây em. 10 vạn cây em. Đây là phạm vi xa nhất bên ngoài khe phong ma, nếu còn muốn tiến vào hơn trước, thì sự nguy hiểm của khe phong ma sẽ càng tăng cao. Nhưng Đường Tuấn cảm nhận trong biển hỗn độn thần văn càng lúc càng mãnh liệt hơn, là một bộ phận của hỗn độn thần văn đang ở phía trước. Đúng vào lúc Đường Tuấn đang do dự không biết nên tiếp tục tiến về phía trước hay không, linh phù truyền tin bỗng rung lên, là Viêm Lang Thần Quân truyền tin tới. Đường Đại Sư, chúng ta gặp phải một tộc cổ ma rồi. Đối phương có mười mấy vị ma thần, chúng ta không phải đối thủ của bọn chúng. Bên Thiên Phong không trả lời tôi lo họ xảy ra chuyện rồi. Giọng của Viêm Lang Thần Quân vô cùng sốt sắng. Đường Tuấn cũng truyền tin cho Thiên Phong Thần Quân, quả nhiên như đá chìm đáy biển. Có phát hiện đại ma thần không? Đường Tuấn hỏi. Viêm Lang Thần Quân đáp, không thấy. Đường Tuấn gật đầu, thầm nói, có lẽ những ma thần đó đã chia ra hành động rồi. Vẻ mặt của anh như đông cứng lại, nếu không có loại cường giả nào giống đại ma thần, vậy có gì mà anh phải sợ? Nói cho tôi biết vị trí của mọi người đi, Đường Tuấn hỏi. Viêm Lang Thần Quân nhanh chóng truyền tin vị trí của mình tới. Bởi vì ba hướng ở phía trước đã chia thành đội ngũ hình quạt đi tìm, cho nên lúc này khoảng cách lúc rời còn rất xa.
Chương 3328 Đường Y Sư. Trong khe phong ma, Đường Tuấn đang bay với tốc độ nhanh nhất. Anh không dám dịch chuyển trong nháy mắt, bởi vì không gian ở khe phong ma rất bất ổn, nếu dịch chuyển rất có khả năng sẽ rơi vào một không gian nguy hiểm nào đó không hay. Ven đường đi, có rất nhiều cây vong linh ngăn cản anh. Lúc này Đường Tuấn không rảnh mà dây dưa trì hoãn, trực tiếp thi triển căn nguyên chi lực cắn nuốt, nuốt chửng toàn bộ đám cây vong linh cản đường. Trong sự cắn nuốt không người, lực lượng của vòng tròn thần bí dường như lớn hơn không ít. Nửa tiếng sau, Đường Tuấn rốt cuộc cũng nhìn thấy đám người Viêm Lang Thần Quân. Lúc này, Viêm Lang Thần Quân đứng trong hàng ngũ, đỉnh phong của động hư cảnh với đám tu hành giả của bán bộ thần quân đều đã bị thương hơn phân nửa, hầu như người nào cũng bị thương. Kể cả Viêm Lang Thần Quân là một trong năm vị thần quân cảnh cũng đang ra sức chém giết. Đối tượng chém giết của bọn họ là mười mấy bóng đen tựa như u linh bình thường. Ma thần của nhất tộc cổ ma. Sắc mặt Đường Tuấn thay đổi, thần niệm to lớn càn quét xung quanh ngay lập tức. Sau khi không phát hiện khí tức ma thần, tảng đá treo trong lòng anh đã nhẹ đi một chút. Trong số những ma thần này, kẻ có lực chiến đấu mạnh nhất đã đạt tới hậu kỳ của thần quân cảnh. Đường Y Sư. Nhìn thấy Đường Tuấn tới, mấy người Viêm Lang Thần Quân không khỏi gào lên. Viêm Lang Thần Quân giờ đây đã thể hiện bản thể, là một con sói đen lớn có hỏa diễm quấn quanh. Thân thể to lớn cao gần 10 thước, tựa như một ngọn núi nhỏ. Lúc này đang chiến đấu cùng mấy tên ma thần. Ầm ầm. Đám người Viêm Lang Thần Quân rời khỏi cuộc chiến, tiến lại gần bên cạnh Đường Tuấn. Mười mấy tên ma thần lại không ngăn cản, chỉ đứng ở một bên lạnh lùng nhìn. Dựa vào chiến lực của bọn chúng, sẽ không phí quá nhiều công sức đã có thể tiêu diệt đám người Viêm Lang Thần Quân, nhưng lại cứ chiến đấu tới giờ, chính là vì đợi Đường Tuấn tới. Vô hình chung, mười mấy tên ma thần đã tạo thành một vòng vây, bao vây lấy đám người Đường Tuấn và Viêm Lang Thần Quân. Sắc mặt Viêm Lang Thần Quân bỗng thay đổi, áy náy nói, Đường Y Sư, chúng tôi làm liên lụy tới anh rồi. Đường Tuấn nhìn đám người Viêm Lang Thần Quân rồi lắc đầu. Dù cho đám ma thần cố ý giữ mạng của đám người Viêm Lang Thần Quân lại, nhưng bọn họ vẫn phải trả một cái vô cùng lớn. Ở phần ngực và bụng của đám người Viêm Lang Thần Quân đều bị đánh rách một lỗ lớn, một luồng khí tức màu đen quanh quẩn ngoài vết thương, ngăn chặn việc tự lành. Những người khác không có ít người bị đứt chân gãy tay. Ma thần có khí tức mạnh nhất trong số mười mấy ma thần lên tiếng, không ngờ có thể tiêu diệt y sư chỉ đạo đám diệt ma ở chỗ này. Ha ha, xem ra mày cũng sẽ bước tới bước đường này thôi. Chương 3329 Ma thần quát. Ánh mắt lạnh lùng của Đường Tuấn quét qua mười mấy tên ma thần, đáp người phải chết chính là chúng mày. Nói nỗ inh, anh xông tới chỗ tên ma thần gần nhất, bắt đầu đánh tới. Tên ma thần đó đã đạt tới trung kỳ của thần quân cảnh, thấy vậy không khỏi nhe răng cười một cái, cất tiếng, mấy người khỏi cần ra tay, một tên y sư mà thôi, xem tao hành nó thế nào đây. Rồi hắn cũng đánh một chưởng về hướng Đường Tuấn. M thanh trầm thấp vang lên, không gian xung quanh nơi hai người đánh nhau cũng nổ tung. Nhưng cả hai đều là người tu hành đã đạt tới cấp thần quân, trong lúc nhất thời, không gian nổ tung cũng chẳng ảnh hưởng tới họ. Hai thân hình không ngừng tấn công lẫn nhau, tốc độ đã nhanh tới giới hạn. Nhưng sắc mặt đám người Viêm Lang Thần Quân lại trầm xuống, bởi vì Đường Tuấn đã rơi vào thế hạ phong. Mười mấy tên ma thần không khỏi nở nụ cười đắc ý, còn tưởng mạnh thế nào. Thế mà lại kém như vậy. Chiến trường đánh nhau của Đường Tuấn với tên ma thần kia đã dần chuyển tới chỗ mười mấy tên ma thần. Đúng lúc này, Đường Tuấn bỗng hét lên, chết đi. Vòng tròn thần bí trong đan điền nhanh chóng xoay chuyển, tên ma thần đang đánh qua lại với Đường Tuấn nãy giờ luôn chiếm thế thượng phong, trên mặt còn xuất hiện vẻ tươi cười đắc ý. Nhưng đúng lúc này, sắc mặt hắn bỗng thay đổi. Một luồng lực lượng mạnh như tiếng tim đập nhanh bộc phát từ trên tay Đường Tuấn. Ma thần kêu thảm một tiếng, sau đó cả người đều bị luồng lực lượng ấy giữ lấy, cuối cùng biến mất từng chút một trước sự theo dõi chăm chú của cả hai phe. Một tên ma thần bị cắn nuốt tươi sống. Đường Tuấn cũng sợ hãi bởi cảnh tượng này mà kêu lên một cái, vừa rồi anh dùng toàn sức phát động vòng tròn thần bí, không ngờ lại có lực lượng đáng sợ như vậy. Nhưng anh chỉ chần chừ trong giây lát, thừa dịp tiếp cận đám ma thần, lần nữa túm gọn hai tên ma thần. Dừng tay! Ma thần có thực lực mạnh nhất hét lên, nhưng chẳng còn kịp nữa rồi.
hai tên ma thần kia đã bị cắn nuốt trong nháy mắt. Vòng tròn thần bí được phát động toàn lực tựa như một cái động không đáy. Sắc mặt Đường Tuấn bỗng thay đổi, bởi vì giờ phút này, anh đã mất đi sự kiểm soát vòng tròn thần bí này. Vòng tròn thần bí thế mà lại nuốt cả tiểu thế giới của anh. Tiểu thế giới to lớn đã biến mất với tốc độ kinh người. Ma thần xuất hiện trước mặt Đường Tuấn, đánh vào ngực anh hai chưởng, khiến Đường Tuấn bị đánh bay ra ngoài. Thằng nhãi, vừa rồi mày dùng lực lượng gì? Ma thần quát. Chương 3330 tránh ra, nếu không chết. Nhóc Đường. A Bảo chạy vội tới, chắn trước người Đường Tuấn. Đám người Viêm Lang thần quân cũng lại gần, đứng song song cùng một chỗ với Đường Tuấn. Một vài vị binh sĩ của quân diệt ma chắn trước mặt anh. Bảo vệ y sư Đường. Viêm Lang thần quân trầm giọng nói. Ma thần cười lạnh cất tiếng, chỉ bằng cái đám phế vật chúng mày mà cũng muốn ngăn cản tao. Hắn nổi giận, không thèm giữ nữa mà bộc phát chiến lực. Tựa như hổ vào giữa bầy cừu, đánh chết những binh sĩ của quân diệt ma chắn trước người Đường Tuấn. Xoẹt. Một nửa binh sĩ quân diệt ma của bán bộ thần quân đang sống sờ sờ bị chém thành hai nửa ngay tức khắc. Răng rắc. Một binh sĩ diệt ma quân thần quân cảnh bị chém rụng đầu. Chết mất ba tên ma thần, đã khiến cho tên ma thần này gần như điên cuồng, hắn đang đổ sát, đồng thời cũng là để xả giận. Tuy biết chắc chắn phải chết, nhưng đám quân diệt ma này vẫn không lùi bước, ánh mắt vẫn rất kiên định. Máu me bay tán loạn giữa không trung, khiến cảnh vật vốn đã u ám nay lại được điểm thêm một phần màu đỏ quỷ quái. Không. Đường Tuấn gào lên, nhưng anh bất lực. Vòng tròn thần bí vẫn bộc phát như cũ, anh lại không thể dùng lực lượng. Đủ hơn 30 binh sĩ thuộc quân diệt ma bị ma thần đổ sát một cách tàn nhẫn. Tên ma thần kia đã hiện hình thể thực sự ra, là một kẻ mặc áo giáp màu đen, trên đầu mọc hai cái sừng lớn của ma tộc cổ. Hai tay hắn đeo một đôi găng tay máu đỏ, trên găng tay vậy mà lại truyền tới từng tiếng kêu đầy thê lương thảm thiết. Là những vị binh sĩ của quân diệt ma. Đôi găng tay này thế mà lại có thể giam giữ linh hồn của người chết, bao vây tra tấn ở bên trong. Chết, sao có thể dễ dàng thế được chứ? Ma thần nở nụ cười. Khóe mắt Đường Tuấn đã muốn nứt toạc, hai mắt hiện đầy tơ máu, cất tiếng, tao phải giết mày. Đám quân diệt ma này chết vì anh, sau khi chết còn bị tra tấn. Giờ khắc này, anh hận không thể dùng thủ đoạn tương tự giết chết tên ma thần này. Ma thần chỉ cười lạnh đáp, mày làm gì có cái năng lực ấy. Có thể chết trong tay tao, chính là vinh hạnh của chúng nó. Mà mày cũng sẽ nhanh chóng trở nên giống chúng nó thôi. Hắn từng bước tới gần Đường Tuấn. Mà lúc này, trước mặt anh chỉ có mấy người Viêm Lang thần quân thôi. Tránh ra, nếu không chết. Ma thần huyết thương khuynh nói với Viêm Lang thần quân. Viêm Lang thần quân quay đầu nhìn Đường Tuấn. Nhìn lại cánh tay nhuốm máu tươi của huyết thương khuynh. Hết tập 180.